Ok, kính thưa các bác lãnh đạo sóng chiến, thưa các bác đại biểu, toàn thể các bác nghệ nhân, hôm nay thay mặt cho câu lạc bộ hát sĩ Lúc Mông Khu rất vinh dự và tự hào dự cái buổi giao lưu văn nghệ tại sóng chiến xã Vân Sơn. Đây cũng là một kỷ niệm vinh dự cho câu lạc bộ Mông Khu của chúng tôi. Để biết với câu lạc bộ xã Vân Sơn, tôi xin phép để giao lưu mình là câu lạc bộ chủ nhà bằng xiển mương lê ca xiển hát. Nếu khán giả mà yêu thích chờ hao chúng tôi để xin cho một trang vỗ tay đồng viên hạng. Hôm mà nay ngày xuân mà ngày lên nhà chúng tôi nguyện dùng trong mương hát trời rải bạn ơi cảm ơn câu lạc bộ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giới ô về mình hôm nay đâu nàn mặt này ngã la hoa chớ mương ở cầu lạc bộ hạt mương ngao ca sườn này bạn ơi có chi thương lệ mình cô không đưa mình bị đông cày cũng ngã bắn sườn là ngày ta mang ngã chớ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã rời nhà ơi. Mấy khi chỉ lo anh treo nữa.
đã rõ uống đã ơn đó uống to mà hồng hào thì cho anh hỏi thăm cũng có anh nào hay chưa đã rõ uống đã ơn tuy rằng thế thì un nói như đi ngày này cho un theo bước un về theo anh con chẳng đi hỏi nữa hà về làm quen thì thay mặt cho ban tổ chức và đại gia đình nghe nhận hạng quan.